Đảng Cộng sản Việt Nam không loại trừ những nhân vật cao tuổi trên giới hạn đặt ra trong công tác tuyển chọn nhân sự dàn lãnh đạo mới tại Đại hội thứ 13 của Đảng dự trù sẽ diễn ra vào đầu năm 2021. Truyền thông trong nước dẫn lời Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Hồng Diên nói hôm 27 tháng 5 rằng, tinh thần về nhân sự của ban chấp hành Trung ương Đảng khóa tiếp theo là tỷ lệ mới nhiều hơn, trẻ cao hơn, nhưng không loại trừ trường hợp đặc biệt phù hợp với tình hình thực tiễn. Ông được trích lời cho hay nhân sự của Trung ương Đảng khóa 13 sẽ có 3 độ tuổi, dưới 50 chiếm tỷ lệ 15 tới 20%, từ 50 tới 60 tuổi chiếm trên dưới 70% và từ 61 tuổi trở lên chiếm trên dưới 10%. Tuy có các độ tuổi được đặt ra, song ông Diên nói rằng việc vận dụng độ tuổi với một số ủy viên trung ương phải thật sự linh hoạt, dựa trên bài học rút ra từ công tác nhân sự Đại hội Đảng 12 cũng như từ các khóa trước. Nhà lãnh đạo Nguyễn Phú Trọng được quan chức tuyên giáo dẫn ra làm ví dụ nổi bật về trường hợp ngoại lệ, mặc dù quá tuổi trong khóa 12, theo tường thuật của báo chí trong nước. Đặc biệt là người đứng đầu, Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trường hợp đặc biệt này là hạnh phúc của đảng, dân tộc, ông Diên được dẫn lời nói. Quan chức tuyên giáo này nhấn mạnh chặng đường phía trước còn rất nhiều khó khăn, rất cần những người lão luyện về chính trị, có kinh nghiệm để leo lái con thuyền đất nước, vượt qua sóng gió nguy nan ông cũng lưu ý rằng trường hợp đặc biệt cần thiết tái cử trung ương khóa mới mà không nằm trong độ tuổi quy định sẽ được bộ chính trị ban bí thư xem xét kỹ lưỡng và trình để trung ương quyết định